Trước mình này gió nhiều lắm. Hôm nay gió mát thì có bờ sông bên đây nè. Ở đây nó mát lắm. Rồi, từ từ này, tôi quay trong nhà lại. Phòng này bao nhiêu mét đây? 67 mét vuông. 67 mét vuông. Cái phòng này. Cái phòng này đến gạch. Ở đây họ cho thuê như này là một gian này là bao nhiêu anh? 3,5 triệu tới 4 triệu. Thế cơ. Tầng 2 ở cho thuê 5 triệu. Anh thử bật cái điện sáng nhé này. Chỗ này là cái để máy giặt này. Đúng không? Chỗ này để máy giặt. Tôi quay vào tôi về vợ tôi xem cái này. Anh đọc số điện thoại của tụi lại vào đây để tôi ghi vào cái máy này. 0989 020 586. Tên anh là gì đấy? Đức à? Rồi, vì nó nhiều quá tôi phải ghi đúng vào cái clip này. Đây là hành lang. Ngoài kia là bờ sông đó. Quay ngoài đó bờ sông đó. Đâu bờ sông đâu? Đây nè, bờ sông. Mặt trời mọc đâu, nặn đâu? Nặn đây à? Ở đây lặn nhưng mà nó bên đây là nó lại mát. Bên đây á 1 tháng á, 1 năm á. Đây là cái điều hòa anh bỏ đi à? Cái đó gỡ đi. Đây là tầng tầng 4. Tầng 4. 4 có nghĩa là lầu qua. Có nhiều người nghe tầng 4 thì nghe tầng kiếp thì tầng nó chỉ là lầu qua thôi. Tức là trên tầng 3, đây là tầng 3. Lầu 3. Lầu 3 mà tầng 4. Nhà này nhà có 4 tầng. Nhà 5 tầng. Thì nó vẫn là tầng 4 như thế này. Thì nó là tầng 4 nhưng mà nếu mà nó lầu á nó bớt lần nát. Tại vì cái tiếng Việt mình nó là vậy á. Tiếng Việt mình chỉ lầu là nó mới lần nát. Thế mà họ cho thuê hiện nay ở đây là. Rồi, thôi rồi, nhà tôi ưng rồi. Anh có thể đóng cửa được không? Bây giờ anh có thể làm việc của tôi vì giá cả xem nào. Thì 450 giấy tờ bên anh chịu. Đây là hai hàng xóm ở trước mặt này. À đây có 4 nhà thôi à? Đây 4 nhà. À rồi, 407, 408. Cái địa chỉ này anh có thể nói rõ hơn để tôi lần sau tôi vô tôi vào luôn. Cái địa chỉ nhà của anh này. Phòng 405 C5. Cái gì nữa? C5. Địa chỉ phường nào, xã nào? Ở đây là khu phố 1, phường An Bình. Khu phố 1, phường An Bình.